Sáng ngày 8 tháng 10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Chân Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đến dự. 9 tháng của năm 2024, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã lãnh đạo các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong đảng bộ khối triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị phù hợp chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là về chính trị, tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, đồng thời duy trì về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, xây dựng và triển khai thực hiện khá tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Các cấp ủy đảng trong khối luôn chủ động phối hợp lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp phát động đến cán bộ đảng viên người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi, đóng góp quỹ khuyến học khuyến tài, hỗ trợ thiên tai. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã đề nghị, trong các tháng cuối năm 2024, các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và đơn vị. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, sáng tạo, chủ động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh chia sẻ những thông tin tích cực. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đảng bộ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Các cấp ủy đảng cần tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, làm tốt công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch đồng bộ giữa đảng với chính quyền, xây dựng đề án nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 12 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Quỳnh Quốc Thái, Bí thư Thành ủy Long Xuyên chủ trì hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban chân trận tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy tham dự hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố Long Xuyên vẫn duy trì tốc độ phát triển và có chiều hướng tăng. Thương mại và dịch vụ tiếp tục sôi động, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,32%, tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 834 tỷ đồng, đạt 73,41% dự toán tỉnh giao. Các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công đạt 51% kế hoạch, văn hóa xã hội và cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Huỳnh Quốc Thái yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổng kết năm 2024 ở các lĩnh vực và xây dựng chương trình công tác, chương trình làm việc năm 2025, tiếp tục rà soát kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng tiếp cận các chức danh theo quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp và việc thực hiện tách chức danh bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở các xã phường. Hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính đảng bộ phường Mỹ Xuyên và phường Đông Xuyên theo kế hoạch. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác các khu đất công năm 2025, danh mục đầu tư công năm 2025 và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, chủ động kế hoạch trang trí đèn nghệ thuật, các công trình tiểu cảnh trang trí tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 192 năm ngày thành lập tỉnh An Giang và phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 8 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam làm cơ sở chuẩn bị trình và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành tỉnh. Tham gia đóng góp ý kiến đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nội dung về chính sách bảo hiểm y tế để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, quá trình triển khai luật bảo hiểm y tế thời gian qua phát sinh một số vấn đề vướng mắc bất cập cần được khắc phục, cũng như còn một số quy định chưa đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan. Vì vậy, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế là rất cần thiết và cấp bách.
nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét lại quy định mức đóng bảo hiểm y tế theo hướng có lợi cho người dân, bổ sung các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo tính đồng bộ. Cùng với đó, việc quy định giao địa phương trích nguồn ngân sách hỗ trợ người dân đóng bảo hiểm y tế không chỉ gây khó khăn cho các địa phương mà còn sẽ không đảm bảo tính công bằng cho người dân. Ngoài ra, các đại biểu tập trung góp ý vào nội dung liên quan đến công tác chuyển tuyến điều trị cho bệnh nhân, đề nghị bổ sung thanh toán cấp cứu hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện, thời hạn báo cáo thanh quyết toán chi bảo hiểm y tế, cho phép học sinh, sinh viên được lựa chọn đóng bảo hiểm y tế theo trường hay theo hộ gia đình, quy định cụ thể các phương thức cung cấp thông tin bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân cùng một số vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Đóng góp dự kiến đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, hầu hết các đại biểu thống nhất sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của dự luật. Trong đó, một số nội dung đại biểu đề xuất gồm chức vụ cơ bản và chức vụ chức danh tương đương của sĩ quan, hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của sĩ quan, cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan là cấp tướng. Một số nội dung giao cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết về chế độ, chính sách đối với sĩ quan như thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ nhà ở, đất ở, chăm sóc sức khỏe, trách nhiệm của chính phủ, bộ ngành, địa phương.